Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu lốp siêu tải trọng 500-8. Mẫu này thì được lắp trên hai mẫu vành là vành rời, vành ghép và vành liền bên tay phải, vành ghép bên tay trái. Đấy. Thì vành ghép thì nó có cái ưu điểm là nó dễ sửa chữa tháo lắp. Nói chung là thay đổi xăm lốp nó dễ hơn. Còn loại vành liền thì nó sẽ ngược lại. Tuy nhiên thì độ chắc chắn thì nó cao hơn. Cái này thì cũng tương đối thôi. Cái vành ghép này cũng rất là dày. Đấy, hai miếng, mỗi một miếng của nó còn dày hơn cả là một miếng của vành trắng này. Và tất nhiên thì giá nó cũng sẽ cao hơn so với lại cái vành liền. Thì đi vào cái mẫu lốp chính của mình là cái mẫu lốp này. Mẫu lốp này thì có bản rộng là bản ngang thân lốp là 11 đến 12 cm. Lốp rất là dày. Đây các bạn nhìn cái gân lốp của nó này. Rất là dày. Hàng này thì hàng chưa qua sử dụng nhưng mà người ta nó là hàng trần cho nên là nó không được nhìn thì không được mới thôi. Tuy nhiên hàng vẫn chưa qua sử dụng nhé. Đây là 8 bố nhé, lốp 8 bố, một bánh của nó tải trọng mắc loát là 580 kg nhé. Trên một bánh rất là khủng, tức là hai bánh là có thể chở được hơn 1 tấn. Loại này trên thị trường rất là ít, gần như là không có. Đây là hàng xuất khẩu cho nên là bên mình chỉ mua được có hơn 100 quả thôi. Đấy. Hàng này chở hàng thì rất là lép. Đường kính 43 nhé, bản rộng là thân lốp ngang này là 12, là có chỗ 12 là thân lốp, còn diện tích tiếp xúc là khoảng 11 cm nhé. To và khỏe hơn rất nhiều so với cái dòng bánh 400-8. 400-8 thì tải trọng của nó có 175 cân trên một bánh thôi. Các bạn đã thấy được cái sự khác biệt của cái loại này là loại siêu tải hàng xuất khẩu đấy. Mắc loát là 580 cân trên một bánh này. Cái này để tải hàng hoặc là làm xe lưng nhẹ thì rất là ok. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi và mọi chi tiết liên hệ qua Zalo 0966818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.